Nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn, không để lây lan bùng phát bệnh bạch hầu, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu theo quy định. Hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Đồng thời tổ chức tiêm chủng vaccine phòng bệnh bạch hầu, nhất là tại các địa bàn có lưu hành bệnh hoặc nơi có tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu thấp, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Bên cạnh đó, bảo đảm hậu cần, thuốc, vaccine, thiết bị vật tư, hóa chất, phục vụ công tác phòng chống bệnh bạch hầu theo phương châm 4 tại chỗ.